À, bài học của chúng ta ở tuần này đó là chúng ta sẽ học sang lesson 2 của unit 19 There in the Park. Nào, chúng ta thấy là ở phần lesson 2 này chúng ta sẽ có một cấu trúc rất là mới, hoàn toàn mới các em ạ. Đó là dùng để hỏi về thời tiết. What's the weather like? Em đã nghe bao giờ chưa? Nghe câu này bao giờ chưa? Weather là thời tiết đấy các em ạ. Hay là đây là từ weather, thời tiết. Vậy chúng ta sẽ cùng nghe với cô từ này nhé, còn các từ nghe và đọc lại với cô từ này nhé, còn các từ khác thì rất là dễ thôi. Weather, weather, weather. Sunny, sunny, sunny. À, thế là thời tiết rất là nắng đấy các bạn. Sunny là trời nắng. Vậy xin mời các em hãy nghe đoạn nội thoại này và đọc theo nhá. Hey. This is Linda. I'm in Ho Chi Minh City. Oh, great. B. What's the weather like in Ho Chi Minh City, Linda? It's sunny. Ok, vậy đoạn nội thoại này chúng ta đã nghe rồi, chúng ta có hiểu đoạn nội thoại không nhỉ? Đoạn nội thoại này, đây là một cuộc điện thoại giữa bạn Linda và bạn Mai. Ok, vậy bạn Linda đã gọi điện hỏi bạn, chào bạn Mai. Hello Mai, this is Linda. Đây là Linda, I'm in Ho Chi Minh City. Mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì bạn Mai cảm thấy rất là ngạc nhiên và nói là oh great, mình là ôi tuyệt quá. Vậy bạn lại hỏi là what the weather like in Ho Chi Minh City, Linda? À, nghĩa là gì nhỉ? Chúng ta đang nói đến từ weather là gì lúc nãy cô nói rồi đấy, đó chính là thời tiết. Vậy tức là hỏi là thời tiết ở Hồ Chí Minh như thế nào hả Linda? Và bạn Fina đã trả lời là gì nhỉ? It's sunny. It's sunny là trời gì? Trời nắng. Sun nghĩa là mặt trời đấy các em ạ. Và sunny là trời nắng. Vậy xin mời các em khi đã hiểu đoạn nội thoại này thì biết là gì rồi, lại một lần nữa đoạn nội thoại này và đọc theo nhá. A. Hello Mai, this is Linda. I'm in Ho Chi Minh City. Oh, great. B. What's the weather like in Ho Chi Minh City, Linda? It's sunny. Okay, vậy em đã đọc được chưa? Nếu mà ở nhà mà em thấy khó đọc thì chúng ta cứ mở hey. Sách mềm này ra các em ạ. Sau đó là mở vào phần đọc. Hello, Mai. This is Linda. I'm in Ho Chi Minh City. Oh, great. B. What's the weather like in Ho Chi Minh City, Linda? It's sunny. Ok, vậy chúng ta phải nói giọng nước ngoài một chút như thế và nhấn mạnh từ sunny, nhấn mạnh từ sun hơn nhá. Ok, vậy sunny là gì nhỉ các em nhỉ? À, nó là trời nắng. Vậy câu hỏi về thời tiết hôm nay thế nào, hỏi như nào? À, đó chính là cấu trúc what's the weather like. Còn in cộng với một địa điểm nào đó là chỉ hỏi xem là địa điểm nào thôi. Vậy xin mời chúng ta sẽ vào cấu trúc bài học ngày hôm nay ở phần point and say. Câu hỏi của chúng ta đó là what's the weather like. Các em nói ba lần what's the weather like, what's the weather like, what's the weather like. Ok, và chúng ta đã vừa học trả lời là it's sunny, nghĩa là chơi gì nhỉ, trời nắng, đó chính là bức tranh A đấy các em ạ. Vậy ai biết từ bức tranh B là gì không? Bức tranh B là trời gì nhỉ? Trời mưa. Vậy trời mưa là từ nào các em? Trời mưa là từ nào nhỉ? Có ai biết không? Có ai biết trời mưa là gì không? À vậy cô sẽ mở chữ ở dưới này xem chẳng may bạn. Thật là nếu như bạn nào biết thì thật là tuyệt vời nhá. Vậy cô có từ trời mưa là từ nào nhỉ? Trong những từ này cloudy. Cloudy có phải trời mưa không nhỉ? À, cô xin giới thiệu cloud. Cloud là mây và nó có cloudy.
là trời nhiều mây. Sunny là chúng ta vừa mới học là trời nắng rồi. Và chúng ta chuyển sang từ thứ ba, đó là từ snowy. Snowy nghĩa là trời có bão đấy các bạn. Trời có bão, trời có tuyết đấy, bão tuyết luôn. Snow là tuyết, snowy là tuyết, trời có tuyết rơi. Windy là trời gió các bạn. Windy, windy là trời gió, chính là từ wind nghĩa là gió. Và chúng ta thường có bài hát là chị gió ơi đấy, chúng ta có thể hát là wind, windy, windy đấy nhá. Và chúng ta có từ stormy, stormy này mới là trời bão thật sự này, bão bão lụt đấy các em ạ. Stormy là sét đánh ầm ầm này, stormy. Và tiếp theo chúng ta có từ rainy. À, từ rainy là gì nhỉ? Rainy là trời mưa, mà chúng ta đang nghe bài hát rain, rain, go away, come again another day, it's a choo choo, one choo pray. Rain, rain, go away, chưa? Vậy rainy là trời mưa, mưa thì chưa đến mức là bão, mà chỉ là mưa thôi. Vậy chúng ta đã có câu trả lời cho câu lúc nãy của cô, đó là rainy là cho từ cái tranh số 2 đúng không? Vậy cô sẽ chuyển lên đây nhá. Rainy, rainy, ok. Và bức tranh đầu tiên là từ sunny, chúng ta biết rồi là làm được chứ. Và tiếp theo bức tranh thứ ba đó là gì nhỉ? Là gì nhỉ? Lúc nãy cô giới thiệu đầu tiên rồi đấy. À, đó là nhiều mây. Nhiều mây là gì các em? Cloudy, windy, stormy hay là snowy? À, đó chính là cloudy. Ok, tiếp theo bức tranh D đó là gì nhỉ? Chắc chắn sao quan ta cũng có và chúng ta cũng biết đó là trời gì nhỉ? Gió mà chúng ta vừa hát, chị gió ơi đấy, windy, windy. Vậy cô sẽ cho từ windy lên đây. Và tiếp theo chúng ta có từ tuyết. Trời có tuyết và chúng ta sẽ tạo thành một hình nhân tuyết như này này các bạn. Mùa đông sẽ hay có đó là snowy, trời có tuyết. Và cuối cùng đó chính là mưa bão có sấm sét cực kỳ sợ đáng sợ, đó chính là stormy, stormy, stormy. Ok, vậy chúng ta đã nhớ được 6 từ này chưa các em nhỉ? Xin mời các em đọc lại cho cô nào. Mỗi từ 3 lần nhá. Sunny, sunny, sunny. Rainy, rainy, rainy. Cloudy, cloudy, cloudy. Windy, windy, windy. Snowy, snowy, snowy. Stormy, stormy, stormy. Vậy bây giờ cô sẽ đặt câu hỏi để các em sẽ đi quanh nhà học trả lời và sau đó là hỏi mọi người trong gia đình nhá. Cô sẽ bắt đầu là câu hỏi này. What's the weather like? What's the weather like? Okay, it's sunny. What's the weather like? It's raining. Okay. What's the weather like? It's cloudy. What's the weather like? It's windy. What's the weather like? It's snowy. What's the weather like? It's stormy. Ok, vậy em đi qua nhà và đặt câu hỏi cho mọi người và có thể trả lời, hướng dẫn mọi người trả lời thì mình thật giỏi nhá. Với mỗi từ mới này em phải viết mỗi từ 3 dòng làm sao cho thật thuộc em nhá. Và cô có thể chuyển cho em thành bài hát rất là hay nhá, đó là What's the weather like? It's sunny. What's the weather like? It's rainy. What's the weather like? It's cloudy. What's the weather like? It's windy. What's the weather like? It's snowy. What's the weather like? It's stormy. Các em sẽ đi qua nhà hát bài hát đấy thật nhiều để nhớ nhá. Và sau khi đã nhớ rồi, ta chuyển sang thực hành phần 3, đó là Let's talk. Now, what's the weather like? Picture one. Here, what's the weather like? Okay, it's sunny. Two, what's the weather like? It's cloudy. Picture three, what's the weather like? It's rainy. Okay, rainy. So what's the weather like? It's windy, it's windy. Okay,
Good. Xin mời các em học nói sau đó là tự bảo của mẹ ghi âm lại và gửi cho cô nhá. Còn bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập thứ tư, đó là listen and number, nghe và đánh số. Nghe và đánh số. Xin mời các em hãy nghe và đánh số xem cái nào nhắc đến đầu tiên, cái nào nhắc đến thứ hai, cái nào nhắc đến thứ ba và cái nào nhắc đến thứ tư nhá. Xin mời các em nghe. One. Let's play a game. Okay. Look at this picture. What's the weather like? It's rainy. Well done. Two. How about this picture? What's the weather like? It's sunny. Well done. Now it's your turn. Three. Look at this picture. What's the weather like? It's cloudy. No, my, it's snowy. Four. And this picture? What's the weather like? It's cloudy. Well done, Mai. Ok, vậy chúng ta đã có câu trả lời chưa các em? Đã đánh số theo thứ tự 1, 2, 3, 4 chưa? Nếu các em có kết quả rồi thì các em để đấy. Bây giờ cô mở lại một lần nữa. Sau đó cô sẽ thử thì kết quả và chúng ta sẽ kiểm tra kết quả xem đúng hay sai nhá. Xin mời các em nghe tiếp. 1. Let's play a game. Okay. Look at this picture. What's the weather like? It's rainy. Well done. Two. How about this picture? What's the weather like? It's sunny. Well done. Now it's your turn. Three. Look at this picture. What's the weather like? It's cloudy. No, my, it's snowy. Four. And this picture? What's the weather like? It's cloudy. Well done, Mai. Ok, các em có kết quả giống cô không? Bây giờ đây là kết quả của cô làm và chúng ta sẽ thành cho tích chấm điểm xem đúng hay sai nhá. Ok, nếu mà các em có kết quả như thế này đều là đúng 100%, 4 trên 4, đúng màu xanh rồi các em ạ. Các em làm được như thế thì sẽ được điểm 10 nhá. Được điểm 10 thì cô sẽ nhận xét tốt và phần kết quả cuối năm của chúng ta nhận xét thật tốt nhá. Còn bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 5. Nào trả lời câu hỏi. What's the weather like? Thời tiết thế nào? Và ở các địa điểm này. Vậy xin mời các em xem bức tranh thứ nhất. What's the weather like? It is in Hanoi today. It is what in Huế today. And what is the weather like in Đà Nẵng today? And what's the weather like in Ho Chi Minh today? Rất là dễ đúng không? Có chiếc tranh chúng ta phải điền chữ. Vậy xin mời các em điền chữ. Và mỉm cười thật chính xác nếu làm đúng nhá. Now it is. It is it các em? Is it? How's the weather like in Hà Nội today? So it is cloudy. Trời nhiều mây đúng không? Chúng ta sẽ viết chữ cơ. Cloudy. Picture 2. It is. What? Ha. Có những chiếc lá đó là gió đấy các bạn. Chị gió đó là chính là windy. Picture 3. Get it?
Trời mưa đó chính là gì nhỉ? Rain, rain, cái rainy. And the last one, it is? Okay, easy, sunny. Để xem có đúng không nào. Okay, đúng rồi các bạn, nếu các em có được kết quả như này thì sẽ là rất là đúng. Và các em chỉ có tập viết chữ đầy đủ lòng các chữ này nhá. Thì cho thật tuyệt vời và lên lớp trên xong rồi. Vậy, nếu các em có đáp án đúng chính xác như thế này thì chúng ta cùng nhau cho một tràng vỗ tay nào. Ta chuyển sang bài tập tiếp theo. Đó là bài tập hát đấy các em ạ. Chúng ta cùng tập hát thật hay bài hát The Weather sau nhá. Mời các em lắng nghe và luyện hát theo. The Weather Song. What is the weather like? What is the weather like? It is sunny and windy in my hometown. What is the weather like? What is the weather like? It is cloudy and rainy in my hometown. Bài hát này có nghĩa là gì các em nhỉ? Bài hát về thời tiết. Và câu thứ nhất đó là What is the weather like? Thời tiết thế nào? Thời tiết thế nào? It's sunny and windy. Trời nắng và gió. Ok. In my hometown. Là ở quê hương mình. Ok, nắng và gió. Next one, what's the weather like? What's the weather like? Thời tiết thế nào? Và nhắc lại một lần nữa, trời gió và mưa, trời nhiều mây và mưa. Trời is cloudy and rainy in my hometown. Quên mình. Vậy thời tiết thay đổi theo mùa theo ngày, chúng ta làm thế nào để có thể bất cứ mọi người khi hỏi thời tiết hôm nay thế nào, ta đều trả lời được nhá. Như thế thì sẽ rất là đáng tự hào. Vậy bài học của chúng ta hôm nay chúng ta sẽ kết thúc bằng một lần nữa nghe bài hát. Và các em nếu thuộc rồi, em có thể vào phần sách mềm này để luyện hát karaoke. Khi mà ấn vào chỉ nhạc thôi, không có lời đấy các em ạ. Vậy xin mời các em nghe một lần nữa nha. Chúc em thật nhớ từ chăm viết và áp dụng vào các bài tập cô gửi nhá. Xin chân thành cảm ơn các em. Tạm biệt qua lời bài hát này. The Weather Song. What is the weather like? What is the weather like? It is sunny and windy in my hometown. What is the weather like? What is the weather like? It is cloudy and rainy in my hometown. Tạm biệt em nhá. Chúc em thật nhớ bài và hẹn gặp lại các em ở bài 20.